Huy đang ngồi trong một cái nhà hàng mới mở gần nhà Huy, có bán đồ ăn mà vùng Đông Bắc Thái Lan là địa sản. Người ta nhìn Huy nói đây là một cái bánh hình giống như bánh tráng của Việt Nam mình đó, nhưng mà nó rất là khác nha mọi người nè. Nó hình như Huy nghĩ là có đường trong đây nè, để Huy coi rồi nha. Một cái bánh này là khoảng 25 bạc, 130 là nhân mình khoảng 21.000 trong nhà hàng nha mọi người. Đúng rồi, cái bánh hồi xưa ở Việt Nam Huy có ăn rồi, bánh tráng đường. Người ta mới bưng ra thêm một phần xôi nè mọi người, xôi nướng lên hay sao, có cái sốt, có cái sốt thì lạ quá ha, để Huy coi nha. Ở vùng Đông Bắc Huy đã sống ở đó rồi, cho nên Huy mấy cái món này là Huy biết. Huy đã ăn, người ta hay ăn xôi hoặc là một cái trứng luộc với lại những cái mắm như thế này nè mọi người, mắm ruốc hoặc là mắm của những cái con cá con tôm. Mình đang chờ một cái phong đồ ăn bự quá khay luôn. Trước khi ăn này phải cho mình cái này trước để mình ăn tráng miệng không? Có cái này, ăn cái bánh tráng đường này nè. Hồi xưa hay nhớ có ăn rồi, Việt Nam mình cũng có ăn mấy cái đồ này xong no khỏi review luôn. Chờ cái thố đồ ăn kia bự lên nữa, có nem nè, có tâm tầm chung luôn mọi người, rồi có gì nữa ta để Huy nhớ rồi, có nem, có chả. Ở vùng Đông Bắc Thái Lan người ta cũng hay ăn chả giống Việt Nam mình lắm, mà chả đó hình như của người Việt Nam mình luôn á. Người ta ăn nói người ta là nem nượng, nem nượng. Vùng Đông Bắc là có rất là nhiều người Việt Nam sinh sống, do hồi xưa người Việt Nam có một số người là về cái vùng Đông Bắc đó mọi người, cho nên là ở Đông Bắc là có cái thố bự của Huy kêu là 250 bạc, là cỡ 140 thêm cỡ 180.000 Việt Nam mình nữa. Nhưng mà chưa lên, chờ một chút nha mọi người, hãy đón chờ cái thố bự đó ăn như thế nào nha. Trong cái xôi này Huy phát hiện là có đậu xanh hay sao mọi người, nó thơm thơm á, nó thơm thơm mùi đậu xanh giống xôi bò Việt Nam mình nữa. Nhưng mà người ta nướng lên nữa, người ta nướng lên nữa. Rồi, Huy đã có phần đồ ăn rồi đây. Chờ cũng 10 phút á. Đây. Người y sản người ta ăn có gà nè, có chả nè, có nem nè mọi người đó, cái nem bên hông nè đó nha. Còn mấy cái hạt bí, hạt như là rất còn có con còng trên nè. Có trứng, có bún với là rau muống với rau salad. Bây giờ Huy ăn thử nha mọi người. Thử trước là cái phần xăm tầm đi ha. Cái nước mắm đen và cũng con cua là bên đây gọi là bu ba lá nha mọi người. Còn cái này là gỏi. Cũng giống như có cà, cà ti, cà vàng nè. Có tôm khô. Ngon nha mọi người. Ngon. Có cốc nữa, có cốc nữa mọi người. Có cốc. Ngon ghê á. Vị ở đây làm ngon nha mọi người. Để lát ăn xong Huy ra Huy quay cái nhà hàng này cho mọi người con. Sát nhà Huy luôn. Có cà chua. Ngon ghê á. Đây làm ngon á. Cái vị ngon lắm nha. Ăn một miếng nem nha mọi người. Một miếng chả. Nóng ngon. Ngon quá. Bóc tay ăn luôn. Gà ở bên này, cái phần này cũng ngon lắm mọi người. Ta 4 miếng. Ây giời. Cái sốt này ngon nè. Ngon ngon. Mà cái này ngon quá, cứ thêm ăn mọi người. Chấm được miếng bún này nha, người ta cho mình 3 cục bún. Chấm miếng bún vô ăn. Nó trộn hòa quyện với cái nước sốt nó ngon lắm. Giống như bún mắm nêm Việt Nam mình đó, cái nước sốt đó. Có mấy cái hạt rồi nữa, hạt hướng dương hay sao mọi người.
nó một tâm à, một tâm à. Người ta ăn cái con này luôn á. Nó mặn loài luôn á. Nó mặn mới đúng của nó nha. Mà mặn quá. Tại cái con đó là người ta ướp muối á. Ngon ghê á. Ở vùng Đông Bắc á, cái món xăm tăm này nhiều khi người ta làm với cả nho, dâu rồi luôn á mọi người. Cả nho, dâu rồi mấy cái món trái cây luôn á, lê, táo rồi luôn, người ta dầm nước như này người ta ăn luôn á. Xong rồi, người ta ăn rau muống hoặc mấy cái rau khác đó, chấm cái nước đó. Người ta chấm cái này người ta ăn như này, mà ăn ngon lành luôn. Nhưng mà Huy cũng thích luôn. Nhiều người khách du lịch người ta ăn không có được, mà Huy ở bên đây là Huy ăn được nha. Nhiều người Thái người ta cũng không ăn được. Có nghĩa là rau muống. Con gà này cũng ngon lắm mọi người, nhỏ nhỏ mà ngon. hấp dẫn quá. Thích ăn cái gỏi này là ngon ghê mọi người. Ở đây cái bị người ta làm ngon lắm nha, vừa lắm, chua chua ngọt ngọt. Cái nước mắm bay mùa cua giống như bắp nướng á, bắp nướng hè á, ở dưới quê có bắp mắm nêm á, là cái nước nó hơi giống vậy nha mọi người. Cùng với từ thực thực của những cái rau, như cái rau hơi giống đậu la ve, thực thực người ta ăn sống, với là cà chua vàng, cà chua đỏ đồ á. Ngon. Người ta bỏ thả một miếng bún vô vậy nè, cục bún vô người ta ăn cho nó thấm cái nước mắm cho nó lạt lạt hơn. Ăn chung với bún, nhưng bún mắm nêm vậy á. Ngon cơ. Ai ăn cay thì dặn đừng cay nha. Tại thông thường món Thái nó cũng cay hết mọi người ạ. Ngon cơ. Cắm với một miếng rau. Wow. Phê. Cái này là phê thì hả? Ăn với một cái trứng luộc người ta chấm đó, người ta ăn với sốt mấy cái mắm giống như mắm hồi nãy của cái cục xôi á, là người ta ăn trứng người ta sốt quẹt vậy đó, người ta ăn ngậm lên. Chả đây cũng nóng ngon lắm đó mọi người. Một phần bự như nè là 180.000 Việt Nam mình nha. Huy đi một mình thì nó hơi nhiều chứ đi hai người là ăn vừa miệng. Cay nó phải thấm từ từ. Uống một miếng nước đá cho nó cay nữa nè. Người ta cho mình giá rồi nè mọi người. Ăn với một chút thêm. Ăn em cá tỏi trong này nè, thơm. Ngon nha mọi người.
Sao quá. Cái bánh tráng này nè, cho cái phần bún này lên ăn cho nó giòn giòn cũng được nha mọi người. Đó. Ở trong đây có ớt khô nữa nè. Đó. Đây là Huy đã ăn xong cái nhà hàng đó rồi nè mọi người. Nhà hàng trước đường Xì Lõm luôn đó, chỗ đây nè. Nó mới mở. Nói chung là giá cả là cỡ 323 baht cho một cái phần Huy mới ăn á, là nhân cho 7 là khoảng 260 ngàn Việt Nam mình nha mọi người. Là một cái thố đó và mấy cái bánh bánh tráng với là cái xôi nướng á. Và Huy hy vọng một cái clip nhỏ nhỏ sẽ để lại cho mọi người một chút ẩm thực của vùng Đông Bắc Thái Lan. Chào tạm biệt.